các bạn đã biết các idol Hàn Quốc hàng đầu như Blackpink, BTS, Big Bang, cơ mà chưa chắc các bạn đã biết sự thật về tuổi thơ dữ dội của họ đâu nhé. Cùng chị Kính bắt đầu khám phá thôi nào. Let's go. Câu 1, chị Roche đã từng bị bố đuổi ra khỏi nhà vì lý do là gì nhỉ? Không bằng hay hát, thế mà chị Roche bị bố đưa đến thực tập ở YG vì ngày nào cũng hát đến tận 12 giờ đêm đấy. Đừng để lại rồi, con động trên lần mê. Em ngon như matcha nè, matcha nè, matcha nè. Em ngon như là matcha nè, matcha nè, matcha nè. Em ngon như matcha nè, matcha nè, matcha nè. Em ngon như matcha nè, matcha nè, matcha nè. Câu 2, tuổi thơ dữ dội của Jisoo là gì? Gà thì chị cũng thích đấy, nhưng mà Jisoo thích ăn giấy hơn. Chị ấy còn lựa cả màu giấy để ăn cơ. Sớm biết ăn giấy mà đẹp như vậy thì chị Kính cũng ăn rồi. Tuổi thơ của cô em út Lisa có dữ dội hơn cả chị cả Jisoo không nhỉ? Bạn có biết Lisa đã lấy gì đưa cho bố nấu ăn hay không? Cô em báo thủ của Blackpink vì sợ bố mắng khi làm đổ bột mì nên là Lisa đã nhanh trí thay thế bằng cám lợn. Bố của Lisa kiểu làm riết nhiều cái thấy mệt ghê và bởi vậy nhiều lúc bất mãn không muốn nói luôn thì tình á. Câu 4, không kém ba thành viên, tuổi thơ của Jennie cũng báo quá trời báo luôn á. Đố bạn, Jennie đã làm gì? Bị ngã thì quá là bình thường đúng không? Nhưng Jennie lại ngã đến gãy cả tay cơ, chỉ vì bảo vệ một lon nước ngọt thôi đấy. Vậy còn các anh đẹp trai BTS thì sao nhỉ? Cùng đoán tiếp nào! Câu 5. Ai đã từng viết thư đuổi crush ra khỏi trường vì sợ sẽ yêu họ? Cười đau cả ruột, Suga thay vì viết thư tỏ tình như người bình thường thì lại đuổi crush ra khỏi trường học, ngược đời quá đi mất thôi. Câu 6, Vi bị gọi là kẻ thù của Tinh Tinh, bạn có biết vì sao không? Ôi rồi ôi, thì ra là anh bị Tinh Tinh nhổ nước bọt vào mặt, chắc là Vi sợ đi sở thú đến già mất thôi. Nhưng lại hài hước hơn nhiều. Bạn có biết Jimin đã ngã vào đâu không? Quê ơi là quê, Jimin ngã sấp mặt vào bồn cầu anh em ạ. Hỏi anh đi đứng thế nào, ba lần bảy lượt ngã vào tim em. Có trai bà bán bánh 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 mì, lo cho em, đừng lo gì, mày lo về. Có trai bà bán bánh 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 mì, lo cho em, đừng lo gì, mày lo về. Câu 8, anh cả Jin từng đánh nhau với con vật nào?
lộn đánh nhau với chó khi còn nhỏ, đúng kiểu chúa hề. Bạn đã bao giờ từng đánh nhau với chó như anh Jin không? Đố bạn dám comment sâu cái tuổi thơ dữ dội đấy. Làm riết nhiều cái thấy mệt ghê, và bởi vậy nhiều lúc bất mãn không muốn nói luôn thiệt tình. Câu 9. Dung Cúc rất thích điều gì? Hát thì 10 điểm nhưng mà anh Dung Cúc cũng trốn học đi chơi game nha. Ông nào hay trốn học thì biết tay với tôi đó. Câu 10. Trước khi tiết lộ bí mật về idol này, bạn phải đoán đúng tên bằng cách dịch sang tiếng Anh và cho biết anh ấy có tên là gì. Ta-da! Là anh G-Dragon của Big Bang, ông hoàng K-pop, idol của Sơn Tùng MTP đấy nhá. Câu 11. Anh G-Dragon đã làm gì để tạo nên tuổi thơ có 102 nhỉ? U là trời, không hiểu sao mà lỗ mũi ông chọc lốc hết luôn. Chắc là nhổ chuỗi húi nè. Sở thích này cũng độc lạ K-pop ghê. Câu 12. Không kém các anh chị, Rizin đã tò mò khi nếm thử thứ gì? Cứu tôi anh em ơi! Chị Rizin khi còn nhỏ đã uống một muỗng cà phê nước trong bồn cầu, lại còn bị mẹ bắt gặp nữa chứ, mặn mòi hơn cả Jimin. Câu 13. Suna còn báo hơn người anh em cùng nhóm. Đố bạn, cô nàng này đã làm gì? Cô ấy đã dành ăn với chó. Bạn không nghe nhầm đâu. Yuna thường xuyên vượt qua hàng rào nhà hàng xóm để chơi với chó. Và có lẽ do đói bụng quá nên là ăn đồ của chúng luôn. Câu 14. Oppa Chanyeol của nhóm EXO đã báo mẹ bằng cách nào nhỉ? Oppa này đã mang mật khẩu tài khoản ngân hàng của mẹ khoe với cả hàng xóm cả đấy. Câu 15. Momo Twist đã làm gì? Cha cha, chị này ngủ say đến nỗi mẹ phải gọi cả cảnh sát đến phá cửa. Tim ngủ say như chết, điểm danh cái đi. Câu 16. Mino của Winner đã ăn một thứ mà bạn không thể ngờ được đâu. Tuổi người ta xây nhà lâu đài cát, còn anh thì lại đi ăn, đừng ai học theo đấy nhé. Em là vô quan. Em là vô quan. Chưa bao giờ em nghĩ rằng anh là vô quan. Chưa bao giờ em nghĩ rằng em fall in love with you. Cười nghiêng cười ngả với sự báo đời của các idol. Đấy, họ cũng nghịch ngợm như chúng ta thôi. Nhớ nhấn like video và đăng ký kênh để biết thêm nhiều thứ độc lạ đấy nhé. Bye bye.
bye.